Máy lọc nước A.O. Smith thương hiệu Mỹ danh tiếng hơn 140 năm kinh nghiệm. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ẩm thực kỳ duyên. Chương trình Ẩm thực kỳ duyên do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Như quý vị cũng đã theo dõi những tập trước, tiêu chí của chương trình Ẩm thực kỳ duyên đó chính là muốn được yêu thì phải siêu tài bếp. Và nhân vật chính của chúng ta, cô gái ngày hôm nay là một cô gái rất là nhẹ nhàng, thùy mị, đáng yêu và vô cùng tình cảm. Trước khi gặp cô gái ấy, mình sẽ gặp người bạn của cô gái ấy. Đúng rồi, để anh tìm hiểu xem cô ấy là một người như thế nào. Xin mời người thân của người được chinh phục. Dạ, em xin chào hai anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nhã Uyên. Năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên. 19 tuổi. Và bạn với lại cô gái đặc biệt ngày hôm nay là bạn bè hay là chị em hay là em gái của bạn ấy? Em với nhân vật chính ngày hôm nay là chị em. Chị em ruột hay là chị em họ? Dạ, chị không. Em nuôi. Bạn bè thôi, học à, chung thôi. Dạ. Kết nghĩa, chị em kết nghĩa. Chị em kết nghĩa. Dạ, không kết nghĩa. Chị em thì thích thì kêu chị, kêu thích, em đúng rồi. Chị em dạ. Xã giao. Dạ không có, nhỏ tuổi hơn nên phải kêu chị thôi. À, chưa gì hết mà thấy gia đình mình hơi khó khăn rồi. Đúng rồi, chắc khó chắn quá. Là ngày hôm nay các chàng trai đến đây chinh phục cô gái này. Đúng. Cũng phải vượt qua cái người chị rất là khó tính đây. Dạ không, em là em. Anh thấy những cái vết hằn trên lưng chúng ta. Mới gặp thôi mà đã chặt chém mình như vậy rồi. Không biết là bốn chàng trai số phận ra nhiều. Sao. Dạ. Nào, mà gợi ý xem cô gái chúng ta tính tình như thế nào và thích cái sở thích mà về ăn uống ra sao. Chị của em thì là một người nhìn bề ngoài khá là nhỏ nhắn. Bề ngoài nhưng nhỏ mà nhắn. Bên trong thì rất là mạnh mẽ. Wow. Chị em thì món gì cũng thích ăn hết á. Không kén luôn. Dạ không. Cay ăn được luôn. Không. Món gì mà. Thôi anh cũng nhiều vết thương rồi, em cứ hỏi tiếp đi Nhi. Và thực sự mà nói, cái mẫu người đàn ông, mẫu người đàn ông của chị em là như thế nào, em có biết rõ không? Chị thích một người mà chủ động một chút. Nói nhiều. Đừng nói ít quá, đừng hiền quá, tại vì sợ chị bắt nạt. Cỡ anh Huy không? Cái mẫu đó cỡ anh Huy không? Anh nói rất ít Nhi à. Anh 10 trầm tính mà, anh bị sao vậy? À đúng rồi, em xin lỗi anh Huy. Nãy giờ anh không dám nói luôn nữa. Anh sợ những vết dao nữa. Rồi, cảm ơn sự chia sẻ của một người em gái. Tôi mời bạn về vị trí ạ. Và bây giờ Diệu Nhi xin được giới thiệu bốn chàng trai sẽ đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời bạn Nguyễn Hải Nam. Chàng trai dễ thương, hiền lành đến từ Hải Phòng và mang theo nụ cười tỏa nắng. Bạn Nam đang thể hiện đam mê bếp núc của mình bằng cách dùng đôi song dao và băm thịt với một niềm tin chiến thắng và nụ cười trên môi. Nam ơi, cố lên nha. Và tiếp theo là bạn Trần Phú Trung Kiên. Wow, với củ hành tím và ngò tây, Kiên đã tạo hình bông sen thật là sống động. Kiên hiện đang là một chàng trai theo đuổi sự nghiệp đầu bếp chuyên nghiệp. Và hãy nhìn các anh ấy thể hiện mà xem. 3, 2, 1, hoàn thành rồi. Xin mời Trần Phú Trung Kiên. Và tiếp theo hãy xem anh chàng Thái Hoài Nam sẽ chào sân bằng kỹ năng bếp gì nha. Và rất đều những lát củ cải đã được Hoài Nam cắt thái rất chuyên nghiệp. Đừng bất ngờ nha, anh chàng này là một huấn luyện viên thể hình cá nhân đó. Xin mời Thái Hoài Nam. Và cuối cùng trong bộ đầu bếp màu đỏ là Jong Seon Seo, một chàng du học sinh đến từ Hàn Quốc. Anh ấy đang dùng kỹ năng dao của mình để thái từng sợi cà rốt rất đều và rất đẹp. Chắc là ở quê hương Hàn Quốc, Seo cũng là một tay muối kim chi rất chuyên nghiệp nữa nha. Xin mời Jong Seon Seo.
Nhã Uyên ơi, sau khi mà thấy bốn chàng trai với bốn cái kỹ năng như vậy ở trong bếp, cái nhìn đầu tiên của bạn dành cho bốn chàng trai này thì như thế nào? Về cái nhìn ban đầu thì bốn anh đều rất là đẹp trai. À hết rồi hả em? Hết rồi. Dạ. Thì thôi vậy. Chắc là mới gặp thôi. Đúng rồi, mới gặp thôi, không biết nhiều đâu nhiều. Bây giờ là sẽ cho bạn thêm thông tin về từng chàng trai một. Đầu tiên là bạn Hải Nam. Ngọn gió nào đã đẩy bạn từ một vùng đất xa xôi vào tận trong Sài Gòn để tìm một nửa kia của mình? Lời đầu tiên thì cho Nam xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Và cái lý do để Nam quyết định Nam tiến vào trong này để tìm người yêu, đầu tiên đó là một con người rất là thích, yêu thích tự do, hay cười, thích cuộc sống sôi động, nhộn nhịp. Cũng như là Nam nghe nói là các bạn nữ ở trong miền Nam là tính cách rất là năng động, cởi mở, cũng như là nhiệt tình. Vì thế là Nam rất là mong muốn được làm bạn với một cô gái ở trong này ạ. Rất là dễ thương. Đúng rồi. Chào chàng thứ hai đi. Wow. Nhí. À, chào bạn. Xin mời bạn nói lý do đến với chương trình. Mình đến với chương trình này mong muốn là tìm được một nửa còn lại của mình. Mình muốn trở lại cái cảm giác mà cùng nhau nắm tay đi trên những con phố, ăn những món ăn mà mình yêu thích. Qua lời nói của bạn thì Diệu Nhi có cảm giác là bạn ế lâu năm rồi đúng không? Không hề chị. 4-5 năm thôi. À, 4-5 năm, cho nên mình rất là nhớ cái cảm giác mà mình có tình yêu đúng không? Lãng mạn lắm. Còn bây giờ là một anh chàng với một cái khối lượng cơ khổng lồ, là một huấn luyện viên thể hình cá nhân. Không biết là khi bạn đến với một chương trình mà đòi hỏi về kỹ năng về bếp núc nè, bạn tự tin bao nhiêu phần trăm? Khoảng 50%. 50%? Hay quá, tuyệt vời. Bạn ấy tự tin 50% là một cái con số khá cao so với là 100%. Nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình thực tế đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cũng phải là rất là hồi hộp lắm. Hy vọng rằng bạn sẽ càng tự tin hơn nữa, bởi vì trong tất cả các mọi chuyện, cái tinh thần của mình là cái yếu tố rất là quan trọng. Mình yeah high five một cái với anh Huy cho anh đỡ hồi hộp. Một hai mà vô cái nào, 1 2 3 vô. Yeah. Ok, cuối cùng là Seo Park. Annyeonghaseyo. Seo Park, can you speak Vietnamese? Dạ được ạ. Trời ơi, bối rối quá. Chơi, bạn có rành về tiếng Việt hay không? Dạ không ạ, chỉ 50% được ạ. Và thực ra tôi thấy là bạn tên là Sơ và bạn hay gọi cái tên gọi thường ngày là Seo. Dạ Seo. Đúng không? Dạ Seo. Và không biết là cơ duyên nào đưa bạn đến với chương trình ẩm thực kỳ duyên ạ? Em thích nấu ăn và em muốn kiếm một cô gái phù hợp với em. Wow. Kiếm một cô gái. Ngoài cái mà thích nấu ăn á, thì Diệu Nhi được biết là bạn Seo rất là thích nhậu nữa đúng không ạ? Dạ, Seo rất thích nhậu. Seo đang kiếm một cô gái cũng thích nhậu. Và không biết là chị của em đó có bao giờ nhậu không? Chị em có nhậu chứ. Tửu lượng tốt không? Chai hay chai gì? Vậy là cũng có biết nhậu. Hai chai đủ rồi. Hai chai đủ rồi. Nhậu cũng có những cái nét văn hóa riêng. Đó là uống vừa đủ, vừa có cảm giác với bạn bè, ngồi chơi với nhau, nó tâm sự và nói chuyện vui thôi. Hoặc là trong một bữa ăn mình uống một cái ly rượu vang thôi thì đúng rất rồi, là tốt cho tiêu hóa và đẹp da lắm, chứ không phải nhậu mà xịn say không tốt. Như vậy chúng ta đã gặp gỡ bốn chàng trai rồi. Và các bạn ơi, đây là thời khắc mà chúng tôi sẽ mời ra sân khấu nhân vật mà các bạn đã chờ đợi nãy giờ. Bây giờ mình coi hình ảnh trước. Xin mời các bạn hãy hướng mắt vào màn hình. Nếu anh hỏi em bức ảnh nào là bức ảnh mà em thích nhất, em sẽ trả lời với anh rằng đó là bức ảnh mà em sẽ chụp vào ngày mai. Tình yêu, một cho mèo và một cho nghệ thuật. Con người chúng ta vì lý do này hay lý do khác có thể che giấu cảm xúc, nhưng mèo thì không, và em cũng vậy. Ok,
thứ nghệ thuật em yêu nhất, đó là nhiếp ảnh. Em thích cái cách mà những bức ảnh được lưu lại. Những gì trong bức ảnh đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dù cho những thứ đó có đổi thay như thế nào, anh có cho rằng em là người chỉ sống trong sự hoài niệm. Thật ra em tôn trọng những điều đã qua, vì nếu không có quá khứ, chúng ta làm gì có ngày hôm nay. À, em có sở thích rất kỳ lạ, đó là tự chụp ảnh cho bản thân. Em muốn tự lưu lại những khoảnh khắc của mình, đơn giản vì không có ai chụp cho em hết. Vậy anh có muốn làm người sẽ đi cùng em, chụp ảnh cho em và góp mặt vào những tấm ảnh cùng em sắp tới không? Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nhân vật chính. Xin mời bạn Vũ Phương Linh. Em xin chào hai anh chị MC đẹp trai xinh đẹp ngày hôm nay. Đó. Trời ơi, chị em gái có sự bù khuyết cho nhau. Chúng ta hứng chịu những cái nhát chém rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Không biết là quê quán của bạn ở đâu vậy Phương Linh? Quê quán của em là ở thành phố Nam Định, là ở phía Bắc, ngay gần Hà Nội. Bây giờ thì bạn nói giọng Nam nè, nhưng mà hồi nãy trong clip là bạn nói giọng Bắc đúng không? Dạ, em có thể nói được giọng Bắc luôn. Mặc dù em là người miền Bắc nhưng mà em rất thích ăn ngọt. Khi mà vào Sài Gòn thì những cái món ăn ở trong Sài Gòn thì rất là phù hợp đối với em. Dạ, em ăn ngọt và ăn hơi chua chút xíu. Ngọt và chua. Dạ, tầm một tô hủ tiếu thì tầm một quả chanh rưỡi. Ôi, cái gì? Như vậy là sẽ là chua. Đó là chanh hủ tiếu ạ. Khá là đặc biệt đó. Nhớ lưu ý với các chàng trai. Nhưng mà không phải là món nào cũng chua được nha. À, nó cũng biến hóa khôn lường lắm. Chà, tôi giờ tôi cũng mù mờ về cái khẩu vị của bạn ấy luôn mà. Ông kia ổng nở hoa rồi kìa, thấy chưa? Nãy giờ để ý là ổng cười nhiều nhất đó. Nào, bây giờ xin mời bạn hãy về vị trí ạ. Nãy giờ trò chuyện chút xíu thôi, bởi vì những cái cuộc trò chuyện nhiều chúng ta sẽ dành ở vòng đầu tiên, đó chính là vòng tâm giao. Xin mời. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình ẩm thực kỳ duyên, và đây là vòng đầu tiên là vòng tâm giao. Đây là lúc là các bạn phải thăm dò thật là kỹ và tranh thủ, bởi vì mỗi bạn chỉ có 3 phút để trò chuyện với Phương Linh mà thôi. Hãy nhớ thoải mái trò chuyện, vì đây là lúc các bạn thể hiện bản thân của mình cho cô ấy biết. Bây giờ thì xin mời Phương Linh hãy vào ghế này và lựa chọn chàng trai muốn trò chuyện tâm giao đầu tiên. Em cũng muốn hỏi bạn Nhã Uyên là muốn trò chuyện với ai trước? Theo thứ tự đi chị. Theo thứ tự. Xin mời bạn Hải Nam ạ. Nhớ nha, thoải mái, tự tin. 3 phút bắt đầu. Thực ra thì cái em lúc mà trả lời anh Nguyễn Huy ấy, là anh vào đây anh muốn tìm một cái bạn nữ mà người nam thì không phải, mà là ý của anh ấy là tìm một người mà có cái tính cách giống như người miền Nam, rất là năng động, rất là cởi mở. Anh có thể hỏi là em đã vào trong này được bao lâu rồi không? Dạ em vào trong này được 2 năm rồi, cũng quen thuộc rồi. Lúc mà giờ phần giới thiệu ấy thì em có nói là em là một người rất là hoạt bát này, thích chụp ảnh nữa. Và anh thì lại là một người rất là thích đi du lịch. Và luôn muốn trải nghiệm những cái món ăn ở các vùng miền khác nhau á. Đó thì không biết là em có muốn là có một người tài xế có thể chở em đi các vùng miền của Tổ quốc để thưởng thức các món ăn không? Em cũng muốn chứ, tại vì em rất là thích đi du lịch. Vậy là mình có điểm chung rồi nè. Tất nhiên rồi. Ngoài em là người Bắc nhá, là điểm chung giống anh rồi nhá. Xong rồi ăn ngọt cũng giống anh nhá. Anh cũng thích ăn ngọt hả? Anh cũng thích ăn ngọt luôn. Ở nhà ấy, bố mẹ anh không thích ăn ngọt. Bố mẹ anh bảo là mày vào miền Nam ở. Thế nên anh vào đây đấy. Dễ thương quá. Thêm một điểm nữa là anh là một người rất là lạc quan và cũng rất là thích chụp ảnh. Dạ thế hả? Nhưng mà anh chụp ảnh có đẹp không? Anh nghĩ rằng anh không chụp ảnh đẹp được thì có thể là anh sẽ tìm một người đó là giúp anh. Mặt trời đã lên rồi. Ôi kìa. Hai bạn nhưng mà cũng đã đến lúc 3 phút đã hết. Mời bạn Hải Nam về vị trí ạ. Phương Linh ơi, bạn sẽ chọn chàng trai kế tiếp để trò chuyện với mình.
À, em thấy có một anh tên Hàn Quốc trong sales. Sales Pa. Dạ. Xin mời anh. Xin mời bạn. Chào em. Cái này chắc phải nhờ tụi mình quá, việc sub quá. Hello. Em muốn hỏi anh là anh sang Việt Nam mình được bao lâu rồi ạ? Anh qua đây 1.5 năm rồi. Vậy là tiếng Việt của anh nói thấy cũng, nói chung là em nghe hiểu được. Khả năng nói tiếng Việt của anh chưa thực sự xuất sắc, nhưng anh cảm thấy mình thực sự muốn tìm hiểu em. Và anh sẽ cố gắng để khoảng cách của mình không có rào cản về ngôn ngữ. Anh có biết nấu món Việt Nam không? À, không biết chứ. Anh có thể nấu rau muống xào tỏi và gà chiên nước mắm. Và anh có thể nấu nhiều món. Ví dụ Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý. Và anh muốn cùng em khám phá về những ẩm thực của nhiều nước khác. Và sở thích của anh là hát. Nên bây giờ anh muốn hát cho em. Fly me to the moon and let me play amongst those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Nếu em chọn anh thì anh ngày nào cũng hát cho em và nấu cho em. Fly me to the moon, let me play among the stars. Thời gian đã hết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Như vậy là xin mời bạn hãy chọn chàng trai kế tiếp ạ. Em xin chọn anh Nam. Hoài Nam, xin mời. Thời gian 3 phút bắt đầu. Nãy giờ anh nghe em trò chuyện với lại hai bạn trước anh á, thì anh có hiểu về là sở thích của em là em thích chụp hình. Và anh để ý là em thấy có nuôi mèo và anh nuôi hai con chó. Anh cũng rất là thích chụp hình giống như em nữa. Nhưng mà em lại không thích chó. Dạ, anh em mình không hợp nhau rồi. Dạ không sao. Nhưng mà con chó nhà anh có to không? À, anh nuôi chó bùn đồ, nó nhỏ lắm mà nó hiền lắm. Nhỏ thì được, to quá không thích. À, anh tới chương trình này á là anh muốn tìm cho mình một người yêu. Tại vì lâu nay là anh bận biểu công việc quá cho nên anh không có để ý tới cái tình yêu của mình. Anh muốn tìm một cô gái kiểu như thế nào? Cái nhất là thích ăn uống, cái sở thích ăn uống giống anh. Anh thì anh thích ăn ngọt, rồi ăn cay, ăn mặn, nói chung là tất cả những món ăn nó đậm đà. Dạ. Rồi có thích ăn chua không anh? Tất nhiên là thích rồi. Dạ. Kiểu mà một tô bún thì tầm một quả chanh gì đó. Cái đó là anh dùng phần cho em, còn anh dùng quả chanh đó. Anh có thích đi ăn vỉa hè không anh? Ý là mấy quán vỉa hè ngoài lề đường á. Hầu như vỉa hè ngoài đường ở Sài Gòn anh biết nhiều lắm. Dạ. Anh thích ăn hàng mà. Thích ăn hàng là ít nấu cơm ở nhà hả? Không, anh có nấu cơm vào buổi tối. Anh tưởng là nếu mà đi tập, đi dạy như vậy thì sẽ ít thời gian để nấu ăn. Đúng rồi. Cho nên là anh cần một người con gái bên cạnh anh để chăm sóc cho anh đó. Dạ. Dạ. Xin lỗi hai bạn, nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Dạ. Cảm ơn Hoài Nam. Tiếp theo, còn đợi gì nữa, Trung Kiên xin mời. 3 phút nha, mọi người, 3 phút nha. Thời gian bắt đầu. Chào em. Anh tự giới thiệu, anh tên là Trung Kiên. Trung của Trung Dũng, Kiên của Kiên Cường Vững Chãi. Anh đến với chương trình hôm nay, anh mong nếu có một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi cho em có thể tựa vào. Cho anh hỏi một câu, em có thích được ăn ngon mà còn miễn phí không? Thích chứ, đã được ăn mà còn miễn phí thì ai sẽ thích. Thế thì may mắn với anh quá, anh là đầu bếp. Dạ. Anh tình nguyện là vị đầu bếp riêng của em. Khi mà em cần ăn món gì đó, chỉ cần nói, tất cả còn lại để anh lo. Và anh thích đem đến những điều bất ngờ cho người con gái của mình. Bất ngờ đầu tiên của anh dành tặng cho em hôm nay, nó nằm ở đây. Anh tin món quà này em sẽ thích. Đó chỉ là một hộp phô mai. Ha ha.
dễ thương quá. Còn cái hộp màu hồng nữa, cả căn phòng em toàn màu hồng thôi. Và nhìn những mi phô mai này thì em rất là thích. Dạ, cảm ơn món quà này của anh. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em rất là quen. Anh thích cái cách em nói chuyện, anh thích cái cách em cười. Và ngày hôm nay rất may mắn khi anh được ngồi ở đây nói chuyện với em. Anh biết em và anh không phải là người đầu tiên của nhau, nhưng mà anh hy vọng nếu có cơ hội thì anh và em sẽ là người cuối cùng của nhau. Wow, hết thời gian 3 phút rồi à. Cảm ơn anh. Xem ra bạn Trung Kiên chuẩn bị rất là kỹ. Bạn rồi, Trung Kiên ngày hôm nay cũng là một đối thủ nặng ký với ba bạn nam còn lại đây. Bất ngờ hả? Nhã Uyên ơi, thì ngay bây giờ Nhã Uyên có thể nêu lên cái cảm giác của mình sau khi xem những cái cuộc trò chuyện vừa rồi được không? Nãy giờ là em giữ cái đầu lạnh thôi à, chứ à, đúng tan đúng. Nát rồi, tan nát hết rồi. Tại sao tan nát? Đau quá hay em, hay là sao? Đau, nó đập mạnh quá. À, em có một vài lời nhận xét về anh Trung Kiên. Anh nói chuyện khá là hoa mỹ, nó như là được sắp xếp sẵn rồi, ngôn học tình thuộc rồi nói ra vậy đó. Nó rất là ngôn tình. Không, ý em khen là anh nói chuyện khá là ngôn tình á. À là Kiên ơi, quen đi, tại vì bé mỗi lần khen ai là vậy đó. Do cơ dạ, em khen dạ. Nhã Uyên đang rất vui vẻ và đang khen. Nè, anh bị lụng mấy lỗ nè. Không sao. Cùng bạn nó khen anh. Giờ tới anh Hoài Nam. Bạn Hoài Nam. Cái cách mà anh Nam nói chuyện á thì khá là rụt rè, hơi khép mình. Mà chị em thì cái gu á là không có thích người rụt rè cho lắm, cho nên em hy vọng là anh cởi mở hơn, mạnh mẽ lên anh ơi. Còn đó là một sự cổ vũ. Dạ, cổ vũ và lời khen luôn đó. Dạ, khen luôn, em toàn khen không ạ. Còn anh sale 3. Dạ, anh rất là dễ thương, thiệt sự rất là dễ thương. Một năm rưỡi mà anh nói tiếng Việt như vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Vẫn là một lời khen đúng không? Dạ. Khen chứ. Còn em thấy anh Nam khá là cởi mở, nói chuyện có duyên và chủ động, cho nên em rất là thích anh Nam. Dạ, em hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Cũng đã đến lúc bạn Phương Linh chúng ta đưa ra lựa chọn cuối cùng, quyết định ba chàng trai nào sẽ đi tiếp với mình vào vòng 2. Ngay bây giờ là quyết định của bạn Phương Linh. Xin mời bạn. Thực sự là em không có muốn loại ai hết, tại vì em thấy bốn người khi mà nói chuyện với em đều rất là chân thành. Mỗi người có một tính cách khác nhau, nhưng mà để vào hợp với em hay không thì là một điều khác nữa. Hải Nam, Trung Kiên, Hoài Nam hay Seo Oppa? Người đầu tiên em muốn chọn vào bằng trong với em. Em thấy người đó rất là dễ thương và nói chuyện rất đáng yêu, đó là anh Seo Oppa. Người tiếp theo à? Dạ, còn người tiếp theo thì em thấy anh đó mỗi lần anh đó cất tiếng nói lên thì làm rất là đau tim luôn, tại vì anh ấy có những cái mà bất ngờ làm cho em. Anh đó tên là anh Trung Kiên. Còn bạn Trung Kiên. Chúng ta còn Trung Nam, Hải Nam hay Hoài Nam? Còn một anh nữa thì khi mà nói chuyện với em á thì anh ấy có những cái quan điểm rất là giống em, đó là anh đây đúng không? Hải Nam. Chúc mừng Hải Nam. Như vậy là chàng trai đầu tiên phải ra về ngày hôm nay đó chính là bạn Hoài Nam. Anh cảm ơn em đã chọn anh là người ra về. Anh cũng chúc em sẽ chọn được cho mình một sự lựa chọn chính xác để em cảm thấy em vui vẻ nhất. Trước đây em cũng có một câu chuyện liên quan tới một anh chàng dạy PT luôn. Dạ, em với bồ em ngày xưa có rủ em đi tập gym chung, thì em có quen một anh PT. Em lúc đó rất là có động lực để đi tập luôn á, nhưng mà không hiểu sao khi mà vào học rồi thì hai người đều bận công việc, anh đó cũng nói lời chia tay với em. Rồi sau đó thì bồ của em cũng chia tay với em luôn. Nên là em có một cái gì đó Mất lòng tin về anh PT. Nhưng mà sau khi anh nói chuyện với em thì em thấy anh rất chân thành. Anh chân thành, nhưng mà chắc là anh sẽ dành sự chân thành để cho cô gái khác. Dạ. Cảm ơn Hoài Nam lần nữa. Chào bạn Hoài Nam. Trời ơi.
Bây giờ là vòng 2, tên gọi đó chính là vòng sở trường, xin mời. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Ẩm thực Kỳ Duyên. Chúng ta đang đến với vòng 2, vòng sở trường. Ở vòng này thì ba bạn nam của chúng ta ngày hôm nay sẽ nấu những cái món sở trường của mình. Trước khi mà đến với những món ăn của ba chàng trai này, hãy cùng nhau gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt. Đó chính là một vị đầu bếp sẽ cho các bạn những lời khuyên về các món ăn mà các bạn đã chọn. Xin mời đầu bếp Nguyễn Quốc Y. Dạ. Chào thầy. Chào thầy ạ. Dạ. Dạ thầy Y ơi, bây giờ chúng ta sẽ có ba chàng trai và họ đang rất sẵn sàng để chuẩn bị món ăn mà họ tự tin nhất. Dạ, ở bạn Hải Nam thì không biết là ngày hôm nay mình sẽ nấu món gì hả Hải Nam? Dạ thưa là hôm nay em sẽ nấu món chả bò lá lốt ạ. Chả bò lá lốt. Cái món này thì ở trong Nam thì gọi là bò lá lốt. À. Ở ngoài Bắc em ấy, ngày nhỏ là mọi người đều gọi là món chả lá lốt. Chả lá lốt. Và theo thầy thì món này nó sẽ khó ở khâu nào ạ? Các bạn phải chọn nguyên liệu ha, khâu nguyên liệu đó là lá lốt, là cái lá phải to, và thịt bò thì thường trộn với lại những cái mỡ động heo á để khi mình nướng lên nó tươm mỡ rồi đó, mà chấm mắm nêm ha. Còn chàng trai thứ hai, bạn Trung Kiên, thì ngày hôm nay Trung Kiên sẽ thể hiện món ăn gì vậy hả Trung Kiên? Em muốn đem một món ăn mà đó là một câu chuyện, đó là một món ăn đầu tiên mà em được học khi bước vào trường. Cái món ăn này là món thịt heo lăn mè chiên giòn. Theo công thức thì nó sẽ không có phô mai, nhưng mà vì em nó sẽ biến tấu cho thêm phô mai, mong em sở thích. Trời ơi, thịt heo lăn qua mè và chiên giòn nữa, nhưng mà thêm phô mai. Khoan hỏi thầy Y coi là nếu mà món này mà thêm phô mai vô nó như thế nào thầy ha? Có thể là nướng phô mai thì theo kiểu Âu. Dạ. Vì quan trọng là nước chấm thôi. Nước chấm. Ừ, nếu mà phô mai thì kỵ nước chấm là mắm muối và nước tương ha thì nó kỵ. Dạ. Một lời khuyên dành cho bạn. Anh chàng Seopa, bạn sẽ nấu món gì ạ? Dạ, em sẽ nấu tôm tươi Tây Ban Nha. Tôm tỏi Tây Ban Nha. Dạ. Nghe là thấy hơi khó rồi đó phải không thầy? Nghe lạ quá. Món salad ha, Seo ạ. À, đây là món tôm tươi đổ vào dầu ăn olive. Và em sẽ chuẩn bị một cây nữa là rượu cocktail sangria. Chắc là món khai vị, thầy nghĩ thôi, khai vị. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy Y và xin mời thầy về vị trí ạ. Xin mời thầy. Trước khi ba chàng trai nhận được sự trợ giúp của thầy Quốc Y thì Diệu Nhi với anh Ngô Kiến Huy sẽ phải đưa ra những câu hỏi. Chính xác. Để cho ba bạn trả lời về món ăn của mình. Đầu tiên đó chính là những câu hỏi dành cho bạn Hải Nam với món ăn là bò cuốn lá lốt. Câu hỏi đầu tiên, cách thực hiện nào để món chả bò cuốn lá lốt thơm và ngon hơn? A. Nướng. B. Chiên. C. Cả hai. Nghĩa là nướng. Câu hỏi thứ hai, để cuốn chả không bị bung ra khi nướng bạn sẽ dùng gì? A. Cuốn lá lốt. B. Xiên que. C. Cả hai đều đúng. Xiên que. Lưu kết quả. Câu thứ ba, để tạo độ bóng và không bị cháy mặt ngoài chả khi nướng bạn sẽ giải quyết như thế nào? A. Quét dầu ăn lên mặt ngoài khi nướng. B. Sử dụng thịt có mỡ để nướng. C. Cả hai đáp án trên. Chọn cả hai. Như vậy là ở câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba bạn đã trả lời sai rồi nha. Ở câu hỏi thứ hai, câu trả lời chính xác là cả hai đều đúng. Và câu hỏi thứ ba, để tạo độ bóng mà không bị cháy mặt ngoài chả khi nướng bạn sẽ giải quyết như thế nào? Đáp án đúng là câu A, quét dầu ăn lên mặt ngoài khi nướng. Và bây giờ là Trung Kiên, sẵn sàng chưa ạ? Ba câu hỏi. Câu đầu tiên, hạt vừng khác hạt mè như thế nào? A. Khác về hình dạng. B. Khác về kích thước. Và C. Cả hai đều sai. Cả hai đều sai. Ghi nhận. Để giữ độ giòn của cà rốt sau khi luộc xong, bạn sẽ làm gì? A. Trụng sơ không quá chín sẽ giữ được độ giòn. B. Bỏ vô chảo dầu nóng chiên cho giòn. Và C. Bỏ vào nước lạnh cho giòn. Đáp án của em là C. Chúng tôi ghi nhận. Để giúp cuộn thịt
định hình tốt hơn sau khi lăn cuộn thịt qua bột, trứng và mè, thì chúng ta có thể làm gì? A. Bỏ cuộn thịt vào tủ lạnh. B. Hấp sơ. Và C. Cả hai đều đúng. Bỏ cuộn thịt vào tủ lạnh. Và chúng tôi đã ghi nhận đáp án của bạn. Và bạn sẽ nhận được 30 phút tự do. Wow, chúc mừng bạn Trung Kiên. Sao ơi, yeah. Câu hỏi đầu tiên, loại tiêu được sử dụng trong món ăn này là A. Tiêu đen xay. B. Tiêu hồng hoặc là tiêu đỏ. C. Cả hai đều đúng. C. Cả hai đều đúng. Tiếp theo, loại dầu ăn nào được sử dụng trong món ăn này? A. Dầu đậu nành. B. Dầu ô liu. Và C. Món này không cần dùng dầu. B. Dầu ô liu. Và câu hỏi cuối cùng, với món ăn này, người Tây Ban Nha thường ăn kèm với gì? A. Bánh mì. B. Cơm trắng. C. Khoai tây. A. Bánh mì. Ồ, tôi kể, được mà, đúng hết rồi. Chúc mừng bạn, không có bị thử thách trong lúc nào ha. Em ơi, có hình phạt dành cho bạn Hải Nam đi nào. Hình phạt của bạn Hải Nam là vừa làm chả, vừa làm hành động đáng yêu, cỡ giống như em hồi nãy á. Bây giờ, thời gian 30 phút bắt đầu. Xin mời thầy Y ạ. Dạ, xin mời thầy Quốc Y có thể hỗ trợ cho các bạn. Ê, từ từ thôi, bình tĩnh. Đúng rồi đó, đúng. Hãy rồi làm đó. Hành động đáng yêu vừa bầm nào. Từ lúc anh làm hành động đáng yêu xong, miếng thịt này như nó bầm không được nhiện lắm. Anh ơi, chua mỡ lên đi anh. Trời ơi. Trời ơi, dễ thương quá nè. Đầy nam tính nha. Thôi tội anh quá à, anh bỏ tay xuống. Rồi, đừng lên. Cẩn thận tay nha các bạn ơi. Trung Kiên rất chuyên nghiệp. Bởi vì Trung Kiên là đang học nấu ăn luôn mà anh Ngô Kiếm Huy ơi. Thao tác rõ ràng dứt khoát. Còn ông Nam, ông đang không biết là gia vị gì đây. Coi chừng đừng lấy lòng hũ đường hũ muối nha. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Hãy nhớ lời chia sẻ của bạn Phương Linh, bạn ấy thích ngọt, ăn ngọt, ngọt, ngọt. Chua. Ngọt vừa thôi anh ơi, đừng ngọt lắm nha. Anh cho nêm mà. Thầy ơi, bây giờ thầy đã hình dung ra cái món của anh chàng C học 3 là món gì cho thầy ha? À, đây là cocktail ha, thì cocktail. Yeah. Theo bây giờ là người ta cũng hay kết hợp với hải sản giống như là hàu hay là yeah. Tôm ha. Hay quá. Nãy giờ quan sát thì thấy Phương Linh cũng rất là chăm chú. Có đặc biệt chú ý vào bạn nào không? Nói chung là em đang muốn ăn cái món Tây Ban Nha của anh Sao Pa. Tại vì nghe rất là lạ. Giáo Uyên thích món ăn nào hả Giáo Uyên? Em thích món gần gũi. Em thích món chả bò nướng lá lốt. Nó gần gũi. Chả bò lá lốt. Thời gian cho các bạn còn 20 phút. Mình giấy dưới một lầu. Nước của anh. Lấy nước hả? Ừ, lấy tô. Hình như là Sao Pa khá là bối rối. Thao tác hơi rung. Anh ơi, làm từ từ thôi, không sao hết nha. Cố lên. Cố lên. Khi anh dùng những bé phô mai béo ngậy để mà chuẩn bị làm bước cuối cùng. Nghe thấy là muốn ăn rồi nè anh. Còn Hải Nam thì đang gấp rút cuốn. Wow. Rất khéo tay. Chúng ta hãy cùng nhau cuốn bò lá lốt vào và làm hành động đáng yêu nào. Đáng yêu, đáng yêu. Bò xuống dưới đi. Đúng rồi, tác phong bếp đúc là chúng ta phải một mặt nấu ăn ngon và giữ cho bếp mình gọn gàng nữa. Hay quá. Khá là hay. Này. Cái món này khá khó, hay thao tác cũng phải cắt mỏng miếng thịt heo rồi nhồi vào. Em sao lúc nào vậy? Hải Nam ơi, còn chần chờ gì nữa mà không làm hành động đáng là yêu. Là hành động đáng yêu. 2, 3. Yeah.
Hải Nam ơi, cứ làm dư ra không sao nha em nha, thoải mái nha. Anh cứ làm dư lên để chị Diệu Nhi, anh Ngô Kiến Huy anh nữa. Thôi mà. Trời ơi, cô bé này nên làm rất chuyên nghiệp này. Mời em. Dạ thôi, để tí nữa, dành tí nữa ăn sao. Em thích cay không? Dạ. Em thích cay không? Cay. Em ăn cay không hả? À. Em ăn cay được ít thôi. À, ít thôi. Dạ. Ok. Thấy anh bóc tôm rất chuyên nghiệp nè. Đừng rung anh, em thấy anh hơi rung á. Đừng, đừng rung. Hay là em đứng đây làm anh rung. Đó là lý do chém. Wow, rất chuyên nghiệp, từng miếng lá gói rất là chắc nha, bởi vì nhiều người không gói chắc, người ta hay dùng tâm á để mà người ta xiên vào để chắc cái lá. Bạn nam thì bạn không dùng tâm luôn, gói lại luôn. Các bạn còn 15 phút. Ủa cái cam này để làm gì anh? Để làm sangria rượu. Anh ấy không những làm món ăn nữa mà anh còn làm rượu. Cái này rất là hợp với Uyên á, Uyên thích uống. Có không Uyên? Hay quá, đúng rồi. Anh làm cái gì mà anh phải bọc lại? Anh bọc lại cho định hình được cái cuốn á em. Tại vì khi mình không bọc á, mình đem lên mình chiên hoặc mình áp chảo nó sẽ bung ra. Rất là chuyên nghiệp. Bây giờ mình luộc để cho khi chín thì nó sẽ định hình được. Rồi xong mình sẽ đem áp chảo. Thay vì mọi người sẽ lăn nó qua trứng, qua bột bắp, rập mè, nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì anh sẽ luộc chín, áp chảo xong rồi anh thoa ở ngoài bằng mayonnaise rồi anh lăn mè luôn. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian. Hay quá, đúng là được đào tạo bài bản về nấu nướng đó nhỉ. Nam ơi, mình làm hành động dễ thương đi nào. Tôi nghe thoang thoảng mùi bò lá lốt rồi đó, trời ơi trời. Em thấy mùi thơm rồi đó. Và xem ra cháy bò lá lốt rồi thì phải. Nóng cẩn quá. Cẩn thận nha. Cẩn thận anh nha. Nam ơi, hãy nướng bằng cả trái tim nha Nam. Yên tâm đi anh, sẽ không để nó cháy đâu. Ăn cẩn thận không là cháy tay. Anh cảm ơn. Chị có muốn ăn không? Trung Kiên hỏi chị có muốn ăn không? Thực ra đến với chương trình này thì cái niềm hạnh phúc của chị đó là kết nối các bạn với nhau. Đúng rồi. Em làm tới 2 cuốn luôn á chị. Cái gì? Em làm tới 2 cuốn luôn. Có nghĩa là em dư 2 cuốn? Dạ không, làm 2 cuốn, một cuốn bạn này, một cuốn bạn kia. Bị đâm hết bên này, qua bên kia cũng đâm mình. Thật tuyệt các bạn, tuyệt lắm. Không sao chị, em thấy quán này rất là to. Chắc tí nữa bạn cắt đôi ra cho chị. Một cô gái rất là chu đáo. Mà sao nướng hình như là chỉ có 2, 4, 6, 8 8 cuốn thôi hả Nam? Dạ, em sợ không đủ, có đủ thời gian ạ. Thông báo các bạn một tin vui. Các bạn chỉ còn 10 phút. Wow, rất là thơm. Wow. Ba. Không sao đâu, chúng tôi tin tưởng bạn mà. Đây là một cái mùi mà nó rất là kích thích cái vị giác của mình. Bởi vì tỏi đang được chiên rất là giòn. Và có cả cái này là ngò. Thơm, rất rất là thơm luôn. Và có cả tiêu nữa, rất là dậy mùi. Còn bên đây là anh Hải Nam, ảnh đang làm nước chấm. Mùi mắm nêm. Em có một lời khuyên cho các anh, đó là các anh phải giữ bếp thật là sạch nha. Tại vì chị em kỹ tính lắm, chị em sạch sẽ lắm. Đây là một người bạn rất là khó tính nha. Đúng rồi. Anh ơi. Thời gian 5 phút cuối cùng. Áp chảo, nhanh lên ạ. Chúng ta được thưởng thức tài năng đao pháp của bạn Hải Nam. Tiểu hoa quả, rất chuyên nghiệp. Rất giỏi. Anh Nam khéo tay quá à, không bù cho chị em gì hết. Dạ. Dạ, Kiên ơi. Trang trí. Trang trí hả? Trang trí là có học thuật. Hay quá. Không cháy, quá. Wow, rất vừa là thơm đủ lửa luôn. Cố lên các bạn ơi, chúng ta chỉ còn thời gian có 3 phút thôi. Trang trí. Wow. Tuyệt vời. Xeo ơi, mình còn 3 phút. Nhanh tay lên ạ. Chúng ta còn trang trí món ăn nữa. Thời gian đang còn 1 phút cuối cùng. Chúng ta đang còn 30 giây cuối cùng.
15 giây. Và khán giả, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, và hết thời gian. Xin mời bạn Phương Linh lựa chọn món ăn đầu tiên mà bạn muốn thưởng thức. Em muốn thử món Việt trước đi. Món Việt trước. Dạ, là anh Hải Nam. Xin mời ạ. Wow. Rồi trước khi đi làm một biểu cảm đáng yêu đi anh. Thật ra thì mọi người muốn biết thêm tại sao bạn quyết định là ngày hôm nay sẽ mang món bò cuộn lá lốt này tới với lại chương trình ẩm thực kỳ duyên ạ? Cái món này lấy cảm hứng từ mẹ em, là làm cho em ăn từ hồi nhỏ rất là nhiều. Và kiểu lá lốt mọc quanh nhà rất là nhiều thì em đi hái lá, còn mẹ về mẹ cuốn ăn với thịt heo thôi, chứ không phải là thịt bò như là ở trong Nam. Và cái món ăn này sẽ làm em cảm giác là hướng về gia đình nhiều. Tức là mình nấu món ăn dành cho những người thân trong gia đình của mình thưởng thức bằng cả cái sự gọi là chân thành nhất. Dạ, có thể là nó vẫn còn chưa được hoàn hảo. Em chỉ mong là những người thân của em khi mà thưởng thức món ăn thì cảm nhận được hạnh phúc và vui là được ạ. Wow. À, và em muốn bổ sung thêm đấy, lá lốt nó còn là một vị thuốc nam nữa. Khi mình ăn vào mình sẽ chống được các cái bệnh về xương khớp, ăn vào thì sẽ cảm giác người sảng khoái hơn. Đó, vì vậy món này em nghĩ là vừa đảm bảo dinh dưỡng mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Tuyệt vời. Hay quá, rất là chu đáo. Xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức. Wow. Rất là ngon, cả cách bài trí và nhìn cái miếng lá lốt rất là ngon. Kèm một tí bún nữa, ít rau thơm. Chấm mắm nêm. Chấm nè. Chấm bún vô mắm nêm. Nhẹ nhàng đặt lên đầu môi, nuốt trọng. Wow. Wow. Bạn Nhã Uyên có vẻ giật mình ở miếng cắn đầu tiên, lý do là gì vậy hả Nhã Uyên? Em tưởng là nó sẽ dai. Ừ, ăn rồi nó mềm. Nó tan không em? Có tan anh cho. Dạ nó tan chảy luôn. Tan chảy luôn. Em cứ ăn đi, em ăn đi. Anh gì ổn mà. Nhi lấy đi. Thôi mà. Ừ. Dạ, thầy ơi, không biết cảm nhận của thầy về món ăn này như thế nào ạ? Món này thì bạn chưa kết hợp với mỡ heo ha, để cho nó cái độ béo với độ mềm nó nhiều hơn. Và trong lúc bạn thao tác bạn không để ý là lá lốt á, mình nên là trần qua nước sôi ha, thì nó mềm, mình cuốn nó dễ hơn đó. Và mắm nêm á, bạn pha hơi nhạt chút. Mắm nêm hơi nhạt hả ta? Và món này thì thường người ta ăn có thêm bánh tráng ha, có bánh tráng thì nói chung bạn thể hiện thì cũng khá ha. Vậy còn Phương Linh thì sao? Người quan trọng nhất chính nè. Dạ, tại vì em ăn cũng dễ. Dạ, em thấy lá lốt của anh làm nói chung là hơi mặn, thì nó chấm nhạt thì chấm chút xíu rồi ăn với bún thì vừa. Bình, thì, bình, bình. Phải, em nói thật mà. Đúng rồi, đó. Nói chung là em ăn thấy vừa miệng. Dạ. Và bây giờ đầu tiên là điểm số sẽ từ thầy. Rồi qua chấm về kỹ thuật và kết quả thì thầy cho 7 điểm. 7 điểm. Chúc mừng bạn Hải Nam. Biểu cảm của Nhã Uyên là trái tim. Wow. Nhã Uyên rất yêu thích món ăn này. Và còn Phương Linh của chúng ta ngày hôm nay là muốn ăn nữa. Đáp lại tấm chân tình và tình cảm của hai bạn, biểu cảm đáng yêu của bạn Hải Nam lần này là như thế nào? 2, 3. Meow. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Và bây giờ xin mời bạn Phương Linh hãy chọn món ăn thứ hai ạ. Thì em muốn ăn món ăn của anh Seopa. Seopa. À, vừa ăn vừa uống ha. Wow, cảm ơn Seo ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Wow. Rất
chuyên nghiệp. Không rớt một giọt rượu nào xuống. Wow. Còn nhiêu đó thì chắc hai anh em mình đủ chia với nhau nhỉ? Đúng. Một cái này là phải chấm vào đây đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Mình quét nhẹ vào, sau đó mình lấy miếng cơm để lên miếng mì đó. Và há khẩu hình 90 độ. Đúng rồi. Trời ơi. Vẫn chưa thấy gì. Dạ, trời. Vẫn chưa thấy gì. 2, 3, chi. Sarah rất là hồi hộp á. Dạ, thầy Quốc Y thấy sao ạ? Món tôm bạn làm tốt, ngon. Và cái sự kết hợp khi xử lý hải sản rất là tốt. Ướp tỏi, ướp tiêu, âm dương rất là tốt. Bạn pha cocktail thì hơi nhẹ. Sợ say. Con say vậy. Đúng rồi. Sao ơi, bạn có nghe thầy Quốc Y nhận xét không? Dạ. Cocktail nó hơi nhạt một chút, tại sao vậy? Em nghe nói Phương Liên không uống rượu giỏi nên em đổ vào rượu ít thôi. À, rất tâm lý. Như vậy thì món ăn vừa rồi thì bạn Nhã Uyên thấy sao nè? Dạ, rất là ngon. Hết rồi. Vâng, rất là quen rồi. Quen, bắt đầu quen nguồn. Bạn Phương Linh thì sao? Cảm nhận của các bạn khi mà ăn xong món này như thế nào? Rất là lạ. Tại vì ở mình thì chưa có món này. Khi mà cắn vào miếng tôm á thì nó rất là mềm. Ăn xong mà tới hồi muốn ăn tiếp. À, rất là dạ. thèm. Và bây giờ cũng đã đến lúc xin mời thầy Quốc Y và hai cô gái cho điểm. Bao nhiêu điểm cho món ăn này ạ thầy? Đây cho 8 điểm. 8 điểm, chúc mừng sao. Nhã Uyên thì sao? Một trái tim. Còn à, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay không thèm. Và dĩ nhiên bây giờ là món ăn cuối cùng, xin mời Trung Kiên. Cảm ơn Trung Kiên ạ. Đẹp quá. Anh xin chia sẻ một xíu về món ăn dạ. này. Thật sự đến bây giờ anh học bếp thì ba anh vẫn chưa chấp nhận. Anh học lén dạ. Và cái tiết học đầu tiên và cái món đầu tiên là món này. Phải nấu một món ăn cho bạn nữ thì anh nghĩ liền đến món này. Với hy vọng là em sẽ vừa lòng, em sẽ thích. Và nhân đây thì anh cũng xin nói với ba là con sẽ làm tất cả với những quyết định của con. Và khi ba xem chương trình này thì ba có thể hiểu và động viên cho con ạ. Em nghĩ là sau chương trình này thì ba sẽ hiểu và đồng cảm với anh. Và thực sự thì không có gì bằng ở trong cuộc đời này mình có sống thể... với đam mê. Đúng rồi, sống với đam mê. Trung Kiên thích nấu ăn và cảm thấy rất là vui và hạnh phúc thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Dạ, xin mời mọi người ạ. Ủa cái nước sốt này là cái gì vậy? Nước sốt này là do anh nghĩ ra. Nó gồm có tương ớt, tương cà, mayonnaise. Tại vì anh thấy cái món này có mè nên là anh kết hợp dầu mè và tiêu á. Nó sẽ làm dậy lên cái mùi mè. Phương Linh ăn miếng thứ hai rồi. Ba người ăn mà không biết ai có thái độ gì hết trơn hết trời. Rất căng thẳng, giống không như khí là vô đang, cùng căng thẳng, căng luôn thẳng. Đầu tiên là mời thầy Quốc Y trước ạ. Món này là ý tưởng từ món Âu. Nhưng mà bạn kết hợp với mè, ngoài Bắc thì là vừng á, để tạo vị béo và vị thơm phù hợp với người Việt. Và thầy khen là bạn cuốn rất là chặt, nhờ cái kỹ thuật phi lê cái gà rất là mỏng để cuốn được các loại nhân. Và ý tưởng trang trí cũng là tốt, như là đang đi trên một cái bãi biển ha, với nhiều san hô ốc. Tuy nhiên thì thấy cái sốt á, bằng vung hơi mạnh tay á, nhìn có vẻ nó hơi giống như bị vết dơ hơn là cái cách trang trí. Dạ, cảm ơn thầy Quốc Y rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét của hai bạn gái ngày hôm nay. Xin mời bạn Nhã Uyên. Món ăn này ngon. Dạ, nhưng mà... Khác hồi nãy rồi. Vui lên mọi người ơi. Không mà gì nữa à. Nhưng mà bởi vì em không ăn cay được cho nên món này hơi cay đối với em. Ngoài ra thì chị em không có thích ăn mè cho lắm. À. Nhưng mà món này ngon. Vẫn là một lời khen. Bà nghe câu cuối được rồi. Ngon. Phương Linh thấy sao nè? Không thích ăn mè đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà cho một ít thì em có thể ăn được. Dạ, nhưng mà đây hơi nhiều quá đúng không thầy? Dạ, nữa nên là không có thích cho lắm. Nhưng mà ăn cũng lạ mồm, ngon. Dạ.
Và như vậy thì bây giờ không biết là món ăn này thì thầy Quý sẽ cho bạn bao nhiêu điểm ạ? Thì về kỹ thuật thầy chấm là 8 điểm. 8 điểm, chúc mừng bạn Trung Kiên. Nhã Uyên thì sao? Lại. Còn bạn Phương Linh của chúng ta? Mắc cỡ. Mắc cỡ. Và như vậy cả ba món ăn đã được thưởng thức rồi. Ngay bây giờ bạn Phương Linh có thể hội ý cùng với người bạn Nhã Uyên đưa ra lựa chọn hai bạn nam nào sẽ tiếp tục đi vào vòng 3. Xin mời ạ, thời gian dành cho bạn. Xin mời bạn Phương Linh bước vào vị trí và đã đến lúc chúng ta công bố kết quả ở vòng này. Xin mời ba bạn ạ. Bây giờ là quyết định từ bạn Phương Linh, xin mời. Ba anh sau khi nấu ăn xong, em ăn thì có những món thì em đã ăn rồi thì em thấy cũng vừa. Còn những món mà em chưa ăn mà em thấy ăn xong em thấy hơi lạ, nhưng mà cũng không phải là lạ quá. Nói chung là chỉnh chu tất cả. Nhưng mà quyết định cũng là quyết định đúng không chị? Đúng rồi. Trong khi quyết định của em là anh Trung Kiên. Trung Kiên là lựa chọn của bạn Phương Linh. Và trước khi chia tay với Trung Kiên thì xin mời Trung Kiên bước lên đây và nói vài lời chia tay với bạn Phương Linh nha. Em đợi một xíu nha. Bạn Trung Kiên lại chuẩn bị gì đó, là một người rất là chu đáo. Cài nút áo. Thật sự đó, khi mà dừng lại thì buồn thì cũng có đó. Nhưng mà thật sự là may mắn, có lẽ như là chúng ta không có nợ. Nhưng mà dù sao anh cũng dành một bất ngờ cuối cùng dành cho em, một món quà mà tự tay anh làm. Cảm ơn anh vì những món quà mà anh đã mang đến cho em. Từ xưa đến nay thì chưa có ai làm bất ngờ nhiều cho em đến như vậy. Em rất là cảm động. Nhưng mà vì nhiều khi anh nói những cái lời hoa mỹ quá, em sợ những người nói những lời hoa mỹ như vậy thì sẽ nói được với nhiều người con gái khác. Cảm ơn anh rất là nhiều. Không sao, anh tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn bạn Trung Kiên rất là nhiều. Ngày hôm nay Phương Linh không phải là một nửa của bạn thôi, nhưng mà khi bước ra ngoài phim trường này, chính xác, sẽ có hàng ngàn cánh cửa khác mở ra. Đó, thấy chưa? Có thể những bạn khán giả nữ ở trường quay này cũng là đang rất là để ý Trung Kiên, cho nên không sao hết ha. Rồi, cảm ơn bạn Trung Kiên rất là nhiều. Xin mời bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mời Phương Linh ạ. Như vậy chúc mừng hai chàng trai Hải Nam và Seopa. Bây giờ sẽ là vòng thi đấu căng thẳng hơn, vòng cuối cùng. Đó chính là vòng chinh phục, xin mời. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Ẩm thực Kỳ Duyên. Và ngay bây giờ chúng ta đang bước qua vòng 3, vòng chinh phục. Lượt chơi vòng 3 này, chúng ta gọi là hai chàng trai. Và họ sẽ nấu một món ăn mà cô gái cảm thấy là thích nhất. Phương Linh, món mà Phương Linh yêu cầu nấu là món gì nè? Ngày trước thì em có hay xem phim Hàn Quốc. Và hồi nhỏ lại thích ăn gà nữa, mà gà phô mai lại càng thích. Xong cái khi mà xem phim người ta ăn rồi, người ta cầm những cái món phô mai người ta kéo ra rồi người ta ăn rất là ngon lắm. Nên là em muốn thử thức món gà phô mai. Gà phô mai. Ngay bây giờ mình sẽ cùng cho khán giả xem cái món gà phô mai đó như là thế nào. Là như thế nào, xin mời. Ngày hôm nay không biết Phương Linh sẽ đưa ra thử thách nào dành cho hai chàng trai của chúng ta đây. Nhìn sơ qua phần nguyên liệu, hai bạn nam của chúng ta có thể đoán được đây là món gì không? Và sau đây thầy giáo Tuấn sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn món gà sốt phô mai mà Phương Linh cực kỳ thích. Hãy tập trung để hoàn thành món ăn và chinh phục cô nàng nhé.
Trước tiên là lọc sạch da rồi phi lê ức gà thành những lát mỏng, trải gà lên màng thực phẩm và che móng gà bằng búa dập. Cà rốt cắt sợi mỏng, trụng sơ qua nước sôi, nhớ thêm chút muối cho đời bớt nhạt với các chàng trai. Vớt cà rốt ra và ngâm trong nước lạnh để giữ độ giòn của cà rốt nha. Phô mai mozzarella cắt thành từng thanh nhỏ vừa ăn. Tiếp đó trải thịt xông khói lên ức gà vừa chèn mỏng, thêm chút muối, tiêu xay và lá oregano để tăng hương vị đặc biệt cho món ăn. Xếp cà rốt và phô mai lên rồi cuộn chặt miếng gà lại. Nhớ là phải cuộn thật chặt, tránh cho miếng gà bị bung ra khi áp chảo. Khi dầu sôi ta cho gà vào áp chảo cho đến khi miếng gà vàng đều là được rồi nha. Quan trọng không kém đó là phần sốt. Ta cho hỗn hợp tương ớt, mayonnaise và tương Tabasco vào cùng, rồi trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Vậy là xong phần sốt cocktail rồi đó. Ta-da! Bây giờ thì hãy cắt cuộn gà thành khoanh vừa ăn, trang trí chút chút bằng cà chua bi, xà lách cà rôn, rồi rưới một ít sốt cocktail và chinh phục cô nàng Phương Linh khó tính thôi. Hẳn là khi cắn miếng gà chiên giòn giòn, thêm chút bèo béo của thịt nguội, cùng nhân phô mai sền sệt tàn chảy thơm lừng bên trong, hòa quyện cùng với sốt cocktail cay cay thanh thanh, trái tim Phương Linh xinh đẹp của chúng ta sẽ phải đắn đo lắm đây. Wow. Nhìn thấy là đơn giản nhưng thật ra không hề đơn giản thế nào. Bởi vì cái vòng là vòng chinh phục mà, vòng khó. Quyết định cho nên phải khó. Và đặc biệt cho món này có một cái nguyên liệu không thể thiếu, đó là lá thyme. Đây là một loại nguyên liệu đặc biệt. Và dĩ nhiên, để có được loại nguyên liệu này, các bạn phải vượt qua được một thử thách của chúng tôi. Đó là thử thách có tên gọi vượt qua rào cản. Quý vị khán giả thân mến, luật chơi của thử thách vượt qua rào cản ở vòng này là chúng ta sẽ có cái rào cản như vậy, rồi cái dây thừng này sẽ buộc ở đây. Và hoa hồng này sẽ ngậm lên miệng nha. Và cái dây thừng nó ở đâu á, là mình phải đòi hỏi phải luồn người qua. Đó, mình sẽ luồn nhẹ nhàng qua. Như vậy đơn giản quá. Chúng tôi sẽ có một cái nút thắt ở đây và một ổ khóa. Chìa khóa đã được chúng tôi để sẵn. Nhiệm vụ các bạn chỉ là lượm chìa khóa và mở ổ khóa này để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đúng rồi. Và ai sẽ tới vị trí của Phương Linh trước, người đó là người chiến thắng. Thời gian cho thử thách này chỉ là 2 phút mà thôi. Thời gian 2 phút bắt đầu. Rồi. Lùi xuống. Đúng rồi. Mình có thể đi qua cũng được, không cần leo, đi qua cũng được. Ờ. Đúng rồi. Rồi lúc này là mới leo nè. Hay quá. Qua lại. 30 giây, 30 giây. Wow. Chị lên vô giữa đứng đi. Hết 30 giây rồi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nha. Tiếp. Lại luồn qua, luồn qua. Luồn qua. Chìa khóa, chìa khóa. Mở đi nào. Còn 1 phút. Có lên. Cẩn thận, cẩn thận. Mười lăm giây. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Quang sĩ. Nát rồi. Trải qua rất nhiều sóng gió, bé Hồng đã ra đi. Xin mời bạn tặng hoa ạ. Thở đi rồi nói chuyện. Trước tiên thì anh rất là xin lỗi em, bởi vì anh đã làm cho cái bông hoa hồng nó không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng
Anh hy vọng rằng bằng tất cả những cái sự cố gắng vừa rồi của anh thì em sẽ cảm nhận được, và anh sẽ tặng em nhiều bó hoa khác đẹp hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ xin mời thầy Quốc Ý sẽ mang nguyên liệu dành tặng cho bạn. Đó chính là lá tha, một nguyên liệu rất là cần thiết cho món gà của chúng ta. Chúc mừng bạn. Nguyên liệu đã đầy đủ. Và bây giờ thời gian 30 phút để thực hiện món ăn bắt đầu. Xin mời. Xin mời thầy Quốc Ý ạ. Theo thầy thì cái món này mình làm thành công mình sẽ hội đủ những yếu tố gì ạ? Thì mình phải có kỹ thuật phi lê gà cho nó thật là mỏng. Dạ. Mình đập nó dẹp hơn, nó đều hơn. Và các bạn nhớ là phải cuộn chặt định hình để cho nó cứng. Món này chắc là sale ba giỏi hơn ha. Tại vì gà vậy, đúng không? Của Hàn Quốc. Với lại món này bên đó hay ăn hơn. Phương Linh ơi, em có kỳ mỡ không? Tại bé gà này có hơi mỡ nhẹ. Nói chung là mỡ ít ít thôi, chứ nhiều quá thì cũng sợ hơi ngán. Vậy phải lọc bớt bớt ra nè. Cái vai trò của cái lá thyme này là như thế nào thầy ha? À, lá thyme rất thơm và hợp với gà. Và ngoài ra mình trồng nó ở nhà nó đuổi muỗi được. Thơm giống mùi gì vậy anh Huy, có thể diễn tả cho em được không? Em vò ra đúng rồi. Nó hơi nhẹ mùi dầu gió thôi mà có cái mùi bạc hà nữa. Ồ, anh thử đi qua đây ngửi em. Vừa có mùi dầu gió, mùi bạc hà hả? Nhưng mình nướng gà, ướp gà ha, rất là thơm. Ừ. Anh ơi, sẵn rồi sức luôn đi, thầy nói là đuổi muỗi. Thơm ghê á thầy ơi. Lấy về một lá cho bạn Linh với bạn Uyên thử thử. Xin mời hai bạn thử thử cái mùi lá thyme này. Thơm đúng không? Cái lá này đuổi muỗi được sức chưa? Nhìn thao tác của bạn sao có vẻ rất là rành về món này. Đúng rồi. Rất nhanh. Em thấy có khói nghi ngút rồi kìa. Là nước sôi hay là cháy chảo vậy anh Huy? Không phải, đây là mùi thịt ba chỉ với lại ít tiêu. Ồ, rất là thơm luôn. Hay quá. Trời ơi, cái mùi thịt này là mình nhớ bên xứ sở kim chi có cái món ba chỉ nướng cuộn tí rau, miếng kim chi để lên cuộn làm cục như nè, chấm vào tương đỏ đỏ nhai. Phương Linh ơi, hai bạn này là đều có những cái kỹ thuật nấu ăn đúng không? Anh Nam thì hơi vụng về chút xíu nhưng mà anh Nam nha, bạn Phương Linh là thấy được sự vụng về của anh Nam rồi đó nha. Không sao, nhưng mà cái sự vụng về đó rất là đáng yêu. Đáng yêu anh Huy. Đáng yêu hai ba, đáng yêu hai ba. Dễ thương quá. À, sao mà ba có thể làm đáng yêu được không? Tuyệt vời. Thời gian còn 20 phút. Khẩn trương nha mọi người ơi. Anh em nước. Nước đây em. Nước đây. Đừng rối. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh thôi. Cố lên. Sale đang đến công đoạn là bọc gà lại, ép gà. Còn anh chàng Hải Nam thì vẫn đang lây hoay với khâu chuẩn bị nguyên liệu. Đào pháp rất là tốt, hơi không đều nha mọi người bạn trẻ. Anh Nam sợ không kịp quá. Em thấy sale làm nhanh, sale ba làm nhanh. Nó dày quá, nó dày quá chừng nó sẽ không chín. Em cuốn cho chặt đi, bớt nhân. Bớt thịt luôn. Bây giờ nêm nè, tương cà, tương ớt, tabasco và một ít mayonnaise. Thơm quá, nghe mùi thơm rồi. Thời gian của chúng ta chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Thăng thoát đi nào, hai chàng trai của tôi. Chuyên nghiệp quá anh, quấn quấn này. Xeo ơi, bé gà nó hơi bị mít mít. Nó tét rồi xeo. Tét luôn. Không sao, cố lên nha. À, thầy ơi, với miếng gà mà hơi dày như vậy chúng ta nên luộc trước không? Đúng rồi, nên có thể luộc. Luộc hoặc là chiên nửa nhỏ. Thơm quá chị ơi. Ôi. Ở nhà Phương Linh có hay làm những món ăn để cho người em gái mình ăn hay không? Dạ em có. Em hay chiên gà, nước mắm ăn. Dạ. Tại vì hai chị em đều thích ăn gà. À, ăn gà không mập. Dạ đúng rồi. Ồ, chàng trai ấy quyết định là chiên trực tiếp à. Ôi, người anh em ơi, không ổn rồi đại vương ơi.
nát rồi hả anh Huy? Nó không nát, nó chỉ hơi bị bể ra. Bể nhẹ thôi. Bể nhẹ thôi không sao. Em xào cái nhân á rồi đổ lại đi. Đổ phô mai lại vô đây. Đây hả? Mình biến hóa không lường đi, mình làm món gà xào thập cẩm cũng được. là hư luôn rồi hả anh Huy ơi? Không sao, mình vẫn cứ tập trung vào gia vị nha. Nam nhìn quá ghen, vì Nam ghen mà. Nhưng mà không sao, cũng có phần Nam nha. Wow, đó. Chúng ta phải cổ vũ đồng đều nhau. Cố lên, cố lên. Nhìn miếng thịt ba chỉ ngon quá. Ủa sao anh chiên cái đó chứ? Anh sợ nó mình cuộn vào nó kín ấy, nó không có chín được ấy. Anh chiên qua để cho nó đỡ sống đã. Cố lên Seo ơi. Phải chín nha. Miễn là ăn được là được rồi. Đây là cái bước quan trọng nhất đúng không thầy? Nó rồi, cuộn lại. Đừng có nhân nhiều quá. Đừng nhân nhiều quá, đừng ham lời bạn ơi. Sương sương thôi, bảo sương sương thôi mới dễ cuộn. Từ từ, đừng run quá anh ơi, bình thường thôi. Từ từ, phải nhớ gà phải cuốn thật chặt. Bạn Nam không cẩn thận sẽ đi theo con đường mà bạn Seo đang đi nha bạn Nam ơi. Cẩn thận thì chà. Không xong rồi Đại Vương ơi. Cho ít nhân lại. Thầy ơi, giờ mình biến hóa món này thành món khác cái thầy ơi. Ok, món khác. Ok. Bây giờ Seo đã đổi hướng rồi. Dạ, đổi hướng rồi. Gà nướng. Gà nướng luôn. Gà nướng. Seo ơi, cố lên nào. Tôi tin bạn. Dạ. Thời gian 5 phút cuối cùng. 5 phút cuối cùng. 5 phút. Bạn Phương Linh ơi, cùng quay trở lại với Diệu Nhi và Nhã Nguyên. Cảm ơn thầy. Cố lên nha hai anh ơi. Chị nghĩ cái này em phải làm lại tí nữa đó nha. Nó bị cứng rồi đó. Không phải là bỏ đó. Trời ơi, bỏ uống gì. Trời ơi, con bé bất chấp bỏ cho chiếc lại. Đây nè, nhìn nó nè. Nè, đó. Dạ. Anh cảm nhận cái độ béo của cái miếng phô mai á. Em mang phô mai vô, nó sẽ tích tụ lại hoàn toàn. Con không chạy bộ. Nam ơi, chúng tôi cần miếng gà của bạn chín ngay bây giờ Nam ơi. Nó sắp chín rồi ạ. Một phút nữa thôi ạ. Nhanh lên nào. Bởi vì bên trong nó chưa chín nên là tha số còn hơn là không chín là không có được ạ. Nam ơi, bạn còn thời gian là 3 phút. Chín rồi đấy ạ. Rất là giỏi. Bất chấp. Nấu món khác luôn. Xem ơi, hãy đặt tên cho món mới chế của mình nào. Là tình yêu của anh. Món ăn này tên là tình yêu của anh. Các bạn còn 1 phút. Trời ơi, 1 phút thì sao xong được anh. Thực ra nếu mà chúng ta còn thời gian thì chúng ta thể cắt miếng gà ra không xem. Ngược sớ rồi. Theo sớ. 15 giây cuối cùng. 15 14 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Như vậy, thời gian 30 phút và hai chàng trai của chúng tôi đã thực hiện được hai món ăn rất là độc đáo. Đầu tiên thì mình thấy bạn Seo đi lạc hướng. Là không còn thành món như chúng ta hình dung ra nữa. Đúng rồi. Mà đã chuyển hóa thành món gà tình yêu của anh. Còn bạn Hải Nam, món ăn Hải Nam cũng banh không kém. Món ăn của Hải Nam đặt tên là gì ạ? Nỗi đau của anh. Sự cố gắng của anh. Sự cố gắng của anh. Nghe nó chua chát. Nào, Phương Linh, bạn sẽ chọn món ăn nào trước ạ? Em muốn chọn ăn xeo oppa. Xeo oppa, xin mời. Rất là ngon. Đây là món tình yêu của anh. Biến tấu thêm ít thịt, ba chỉ và salad. Dạ, con mời thầy ạ. Khá là lạ. Có bao nhiêu bỏ lên dĩa bao nhiêu cho đầy cái dĩa. Dạ thầy thấy sao ạ thầy? Để uống nước.
Mình hiểu nhẹ cái vị nó như thế nào rồi. Thì để làm được món này thì nó hơi khó cái chỗ cái cuộn. Và các bạn cuộn trong cái plastic rồi đem đi luộc. Sau đó mới nó định hình mới đem chiên ra. Đó thì bạn Seo không làm được như là yêu cầu. Bạn biến tấu ha thành tình yêu nhưng mà thầy không thấy gì tình yêu cả. Thì nó hỗn độn quá ha. Các bạn có biến tấu cái salad cũng ăn rất ok. Nói chung là đáng khen cái nỗ lực của bạn. Nói chung là tình yêu này thăng trầm. Còn bạn Phương Linh của chúng ta ngày hôm nay thì sao? Bạn thấy món ăn này như thế nào? Thì em thấy cái món này vừa miệng và cũng lạ lạ. Gà rồi thịt ba chỉ rồi salad rồi thêm phô mai nữa. Thành một món thập cẩm. Cũng gà chỉ lát mai. Dạ. Cảm ơn anh. Còn người bạn của Phương Linh thì như thế nào nè? Mặc đồ xong thái độ, lại tiếp tục tỏ thái độ. Tại vì em thấy món này nó lạ quá. Món ăn này thì khá là vừa miệng nhưng mà cái miếng thịt gà nó hơi dày cho nên là nó hơi khó ăn vậy thôi. Và bây giờ không biết số điểm của thầy là bao nhiêu? Tuy bạn làm chưa có đạt như mong muốn nhưng mà thầy thấy cái nỗ lực của bạn Seo thì cho 8 điểm. 8 điểm, chúc mừng bạn Seo cho sự nỗ lực ngày hôm nay. Và Nhã Uyên like. Còn bạn Cô Linh chúng ta. Khoan, cái này hơi thắc mắc nè. Là vì món ăn nó hơi kỳ nên là wow. Nào, như vậy là chúng ta đã thưởng thức xong món đầu tiên rồi. Vẫn còn một chàng trai nữa đang rất nóng lòng mang món ăn mình lên phục vụ các bạn. Xin mời Hải Nam ạ. Hải Nam à, sự cố gắng của anh. Ồ, nghe nó rất tình cảm chứ. Xin mời Hải Nam ạ. Đó. Hay quá. Không nhưng mà cái này của anh Nam nó đang còn nhân ha. Wow, xin mời các bạn ăn. Nào, đầu tiên là thầy y trước ạ. Nó giống như thầy bạn Seo đã làm đó, tức là không để ý vào vấn đề là phi lê gà nó rất là mỏng thì nó mới cuộn được. Thì khi cuộn nó lớn quá rồi sau đó đem đi chiên thì nó không có chín được. Và bạn cũng đem ra áp chảo ha, thì cũng hoàn thành một cái tác phẩm như là sự cố gắng. Cũng đáng khen về sự cố gắng này. Dạ. Hay quá. Còn hai cô gái. Em có bị trúng cái gì không Uyên? Vẫn ổn đúng không Uyên ơi, vẫn ổn. Cảm nhận món ăn này là Uyên thấy như thế nào? Xúc động em. Em thấy là món ăn này thì nó có tiến bộ hơn so với cái món của anh Seo Ba. Tại vì nó còn có cái nhân ở trong. Nhưng mà miếng gà của anh làm thì nó hơi bị khô. Hơi khô một chút. Còn bạn Phương Linh thì sao? Nhưng mà chính đó. Thấy nói chung là cũng không có đạt đủ tiêu chuẩn của em đưa ra. Nhưng mà cũng tầm 60-70% gì đó. Cũng được rồi. Cũng được rồi. Với lại thấy sự cố gắng của anh rất là nhiều. Và trước hết chúng ta phải đến điểm số. Số điểm của thầy Quốc Y. Từ chuyên gia trước. Dạ. Xin mời thầy. Để động viên cái sự cố gắng của Hoài Nam thì thầy cho 8 điểm. Đồng điểm. Còn cảm xúc của bạn Nhã Uyên thì 1 like. Rồi, nào. Biểu cảm cười mắc cỡ. Như vậy là hai món ăn đã được thưởng thức. Và đây là thời khắc cuối cùng. Bạn Phương Linh sẽ chọn ra được chàng trai nào bạn ấy cảm thấy là phù hợp nhất. Nhưng trước tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hỗ trợ của thầy Nguyễn Quốc Y. Dạ, xin cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy ạ. Cái bây giờ xin mời bạn Phương Linh cùng với bạn Hải Nam và bạn Seo tiến về sân khấu chính. Xin mời ạ. Chung là bây giờ là em rất là hồi hộp. Hai anh có muốn nói gì với em không ạ? Dạ, hôm nay thì anh rất là vui được gặp gỡ em. Xin lỗi em bởi vì là anh làm món ăn nó chưa theo đúng yêu cầu của em. Dù kết quả có thế nào ấy, thì anh nghĩ rằng là anh đã tìm được một người bạn. Dạ, cho phép xin lỗi vì món ăn đó không ngon lắm. Và anh chơi đi Hà Nội bảo sổ. Nên nếu có dịp thì anh muốn đi du lịch với em. Và muốn thưởng thức nhiều món ăn. Và anh sẽ chụp ăn cùng em. Em cũng có một chút suy nghĩ về hai anh. Một anh thì rất là dễ thương.
đáng yêu. Một anh thì hơi vụng về chút xíu, nhưng mà anh ấy cũng đã rất cố gắng để làm những cái món ăn mà thật là chỉnh chu nhất. Tim em đang đập rất là nhanh luôn. Đúng rồi, rất là khó lựa chọn. Nào khán giả, các bạn chọn ai? Wow, như vậy lại càng khó khăn hơn nữa cho lựa chọn của bạn Phương Linh. Nhã Uyên có lời khuyên nào dành cho Phương Linh không? Chị phải nghe trái tim của chị thôi, không ai khuyên được chị lúc này cả. Hai anh có thể đưa tay ra được không ạ? Hai anh nhắm mắt đi rồi có gì em nắm lên tay ai thì người đó sẽ là người em chọn để đi tiếp. Như vậy, chàng trai Hải Nam là người đã được Phương Linh chọn rồi. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Trước khi ra về, không biết là bạn Seo còn có lời nào muốn nhắn gửi đến bạn Phương Linh hay không? Anh rất vui được gặp em và chúc em may mắn nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn bạn Seo rất là nhiều. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Rất là dễ thương. Cảm ơn bạn ạ. Và ngay bây giờ, cô gái ơi, em đi đâu đây? Giờ cho không chị thì em được không? Nhịn lắm, nãy giờ nhịn. Giờ không chị thì em được không? Rồi anh đi Gia Lai chưa? Em dắt anh về Gia Lai chơi. Đây là một bà em trực chờ cơ hội. Đúng rồi. Mà em lại rất là thích những người hát hay nữa. Lúc nãy anh hát chắc là Uyên cũng đã tìm ra tinh thịt rồi. Hai bạn nắm tay và dẫn nhau ra về. Xin mời. Ủa, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Đây mới là giai chính nè. Nữ phụ từ đầu chương trình đến giờ luôn tỏ thái độ thì ra là có lý do của nó, luôn trực chờ cơ hội. Không sao, thật ra bạn thấy đang thiếu vắng một chàng trai bạn chọn, đó chính là Hải Nam. Bởi vì sao? Bạn Nam đã lập tức vào trong để chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng cho bạn. Bây giờ xin mời bạn hãy nhận món quà mà Hải Nam. Bây giờ anh muốn em bất ngờ nên là em có thể quay mặt lại về phía khán giả để anh mang quà ra nha. À. Chắc trong trường quay thì cũng hơi lạnh á. Thì ngồi đợi anh nha. Bất ngờ quá, món quà là gì đây? Wow, một sự chuẩn bị. Wow. Một người đàn ông rất là tâm lý. Wow. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Con đường đi tới trái tim của người phụ nữ là qua bao tử. Rồi, bây giờ khi mà anh ra hiệu lệnh thì em quay lại để cảm nhận món quà của anh nha. Quay lại đi. Em biết không? Vì anh là người Bắc á, nên là anh rất là nghiện mắm tôm. Có thể là cái mắm tôm này thì cái vị nó hơi nặng, hơi khó ăn. Thì anh không biết là em có ăn được mắm tôm hay không? Em rất thích ăn mắm tôm. Wow. Nhưng mà phải ngọt nhá.
Phải cho nhiều ngọt chút xíu, hơi chua nữa. Thôi, cái đấy là sở thích của anh rồi, yên tâm. Hôm nay em sẽ là khách, còn anh sẽ là phục vụ ha. Em biết không, cái lúc mà em nắm tay anh ấy thì thực sự là anh rất là bất ngờ luôn. Có run không? Có chứ. Khi mà giờ em... tay vẫn run kìa. Anh nhường em hai trái tắc luôn nha. Đó. À, để em thử nhá. Em thử xem. Em thử đi. Vừa rồi. À, cái này ấy, em bỏ một chút lá kinh giới này, đặc trưng đấy. Xong rồi em vò này. Nó là một sự tra tấn như tinh hay thần. Hay ha, coi như cả phim trường này chỉ có hai bạn đó vậy đó. Trời ơi, coi như có hai người luôn. Trời ơi, ăn ngon miệng kìa. Anh thích ăn rau thơm này nữa này. Bây giờ nè, bây giờ dĩ nhiên muốn hỏi là bây giờ hai bạn muốn ngồi để ăn bún đậu mắm tôm hay là lấy 20 triệu đi về rồi mình đi ăn tiếp ngày mai? Quán chúng tôi quyết định là trao tặng cho hai bạn 20 triệu. Vậy là đi ăn mắm tôm được nhiều luôn anh nhỉ? Đúng rồi, anh em mình ăn mấy tháng trời á. Không mấy tháng đâu anh ạ, đến suốt đời luôn. Trời ơi. Cảm ơn hai bạn. Ủa còn uống nước nữa hả? Thời lượng có hạn chứ hả? Uống nước. Rồi mọi dắt tắt rồi uống nước. Bọn ghế khỏi cho ngồi luôn. Ủa cho ngồi. Cửa. Quá nghỉ rồi. Vâng, những hình ảnh vừa rồi sẽ không được lên sóng. Đúng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cặp đôi ngày hôm nay. Và bạn Phương Linh đã lựa chọn bạn Hải Nam là người đi đến cuối cùng. Vì vậy phần thưởng dành cho hai bạn đó chính là 20 triệu đồng. Bạn nghĩ cái khả năng nấu nướng của bạn sẽ chiến thắng ba cô gái còn lại ngày hôm nay không? Nào bây giờ thời gian 30 phút bắt đầu. Hết thời gian. Cô gái mà sẽ bước tiếp cùng mình có lẽ là bạn là... Đón xem tập 11 Ấm Tờ Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7. Và quý vị thân mến, chương trình chúng tôi Ẩm thực Kỳ Duyên cũng xin được khép lại tại đây. Và quý vị hãy nhớ khung giờ quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ẩm thực Kỳ Duyên do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.